Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn bình an, vui vẻ và sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày mùng 7 tháng 7 năm 2022. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày mùng 9 tháng 6 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Tân Dậu, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần. Và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Kỷ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Câu Trận, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành Niên Mệnh, Thạch Lưu Mộc, ngày Tân Dậu, tức Can Chi Tương Đồng, thuộc Kim, và ngày hôm nay là ngày Cát. Về nạp âm, Thạch Lưu Mộc, Kỷ Tuổi, Ất Mão, Kỷ Mão, ngày thuộc hành Mộc, khắc với hành Thổ, đặc biệt là Tuổi, Tân Mùi, Kỷ Dậu, Đinh Tỵ, thuộc hành Thổ, không sợ Mộc. Ngày Dậu lục hợp với Thìn, tam hợp với Sửu và Tỵ thành Kim Cục, xung với Mão, hình Dậu, Hải Tuất, Phá Tý và Tuyệt Dần. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Quý Mão, Kỷ Mão, Ất Sửu, Ất Mùi, tuổi xung trong tháng tuổi Kỷ Sửu, Tân Sửu. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Phú, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, khai trương, mở kho, nhập kho, an táng. Sao Nguyệt Ân, tốt mọi việc. Sao Lộc Khố, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, giao dịch. Sao Tục Thế, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi. Sao Dân Nhật, thời đức, tốt mọi việc. Sao Ngũ Hợp, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thổ Ôn, kỵ về xây dựng nhà cửa, đào ao, đào giếng, tế tự. Sao Hỏa Tai, xấu đối với xây dựng nhà cửa, đổ mái, sửa sang nhà cửa. Sao Phi Ma Sát, kỵ về giá thú, nhập trạch. Sao Câu Trận, kỵ về an táng. Sao Quả Tú, xấu đối với cưới hỏi. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Tây Nam, Tài Thần hướng Tây Nam. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày mùng 7 tháng 7 năm 2022. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ năm ngày mùng 7 tháng 7 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu. Điều này cảnh báo cho bạn tuổi Tý cần phải chuẩn bị sẵn sàng về tinh thần để đối diện với những sự kiện không mong muốn xảy ra trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Tý, bạn làm việc gì cũng cần phải hết sức cân nhắc, chớ nên nhẹ dạ cả tin, kẻo lại hỏng tất cả mọi việc. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý, nếu như bạn luôn có được sự tập trung vào công việc thì vẫn có thể sẽ hạn chế được nhiều sự sai sót xảy ra. Đồng thời, bạn hãy tin tưởng vào bản thân mình nhiều hơn, bởi bạn là người phản ứng nhanh nhạy, vững vàng trước mọi biến cố, mọi khó khăn rồi sẽ đi qua mà thôi. Trên phương diện tài lộc của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này, bạn lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Điều này cho thấy có một vài người có được cơ may có thể phát tài một cách nhanh chóng nhờ vào vận may của mình. Tuy nhiên, khi cầm số tiền này trong tay, với bạn tuổi Tý nên có biện pháp sử dụng sao cho đúng đắn, chớ nên chi tiêu một cách hoang phí bạn tuổi Tý nhé.
Về tôi quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, hết sức cẩn thận khi làm mọi việc. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, cẩn thận kẻo lại bị kẻ tiểu nhân xuất hiện quấy rối quanh mình. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, có được cơ hội phát tài nhập vào vận may. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, hãy cố gắng làm việc hết mình. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, hãy chú ý chi tiêu có kế hoạch hơn trong ngày hôm nay. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 16, số 63, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu xanh lam, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Sửu thứ năm ngày mùng 7 tháng 7 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu phù trợ. Điều này sẽ dễ dàng giúp cho bạn chinh phục được lòng tin của mọi người. Với bạn tuổi Sửu, bạn nhanh chóng tìm được cơ hội để khẳng định giá trị của bản thân mình và gặt hái được những thành công ấn tượng nữa. Tuy nhiên, trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu, những người đang giữ ở vị thế cao cần phải quan tâm và tiếp xúc nhiều hơn với nhân viên cấp dưới của mình. Và chỉ khi quan tâm tới họ thì bạn mới biết được mong muốn và nguyện vọng của họ là gì. Từ đó sắp xếp nhân sự vào từng vị trí sao cho phù hợp nhất, nâng cao chất lượng công việc cho mọi người nữa. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Điều này cho thấy về mối quan hệ tình cảm giữa bạn và những người trong gia đình đang rất hòa hợp với nhau. Và cho dù công việc của bạn có bận rộn hay là căng thẳng như thế nào đi chăng nữa, với bạn tuổi Sửu, bạn cũng không quên dành thời gian để quan tâm tới các thành viên trong gia đình, giúp đỡ nửa kia trong các công việc ở nhà nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, tạo được uy tín với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, có được sự quyết đoán hướng mọi người đi theo hướng đi đúng đắn. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, luôn quan tâm tới người thân và những người trong gia đình. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, cần phải trò chuyện tiếp xúc với mọi người nhiều hơn. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, có được sự điềm tĩnh chính chắn khi giải quyết công việc. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 25, số 78, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dần thứ năm ngày mùng 7 tháng 7 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Dần, bạn vốn là người rất tài năng và chỉ cần bạn tập trung là có thể giải quyết được nhiều vấn đề hóc búa trong ngày. Tuy nhiên, nhiều khi với bạn tuổi Dần, cách giải quyết vấn đề của bạn lại quá cứng nhắc, bạn cần phải cân nhắc điều này nhé. Và với bạn tuổi Dần trong ngày thứ năm này, nếu như cứ tiếp tục như vậy, bạn sẽ khiến cho mọi việc trở nên phức tạp quá mức cần thiết. Để tránh khỏi tình trạng này, với bạn tuổi Dần nên lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh nhiều hơn, đồng thời có cái nhìn cởi mở hơn về mọi việc nữa. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi Dần trong ngày thứ năm này, cái chuyện tình cảm giữa bạn và người nhà lại đang có dấu hiệu có sự bất ổn. Đôi bên có thể xảy ra sự xích mích, mâu thuẫn với nhau vì quan điểm bất đồng nhau. Vì vậy, với bạn tuổi Dần, bạn cần phải kìm nén những cơn nóng giận của mình lại, đừng có nói năng hoặc là hành động theo cảm tính khiến cho nửa kia của mình bị tổn thương. Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, không nên nhìn nhận vấn đề một cách cứng nhắc. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, giải quyết được nhiều nhiệm vụ hóc búa. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, hãy học cách đặt mình vào vị trí của đối phương. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, nên lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh nhiều hơn. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, có thể sẽ vướng phải những mâu thuẫn xích mích với nửa kia trong chuyện tình cảm.
Vậy đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 23, số 58, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Thìn, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ năm ngày mùng 7 tháng 7 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang chịu tác động của cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu. Điều này làm cho bạn tuổi Mão đang coi thường ý kiến của người khác và thậm chí sẵn sàng gây gổ, tranh cãi với những người có quan điểm trái ngược chiều với mình. Với bạn tuổi Mão á, bạn đừng có để cho những hành động này của mình gây ảnh hưởng tới các mối quan hệ xung quanh của mình nữa nhé. Bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này, bạn nên biết rằng mọi người có một cách nhìn vấn đề khác nhau, vì thế bạn không nên ép buộc người khác phải nghe theo quan điểm của mình một cách vô lý được. Vì vậy, bạn hãy tìm cách để thuyết phục mọi người bằng cách tin tưởng vào ý kiến của bạn nữa nhé. Ngày này bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Điều này cho thấy cái chuyện tình cảm của những bạn đang còn độc thân lại không chịu mở rộng lòng mình ra vì mãi giữ những cái nhìn khá tiêu cực về mặt tình cảm. Vì bạn đã từng phải chịu tổn thương trong quá khứ cho nên bạn thường cự tuyệt sự tiếp xúc đến từ người khác giới với mình nữa rồi. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, thông minh, nhanh nhẹn và có được linh cảm tốt. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, quá kiêu ngạo vì tài năng của bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, cần phải trình bày suy nghĩ của mình một cách thuyết phục mọi người. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, không nên ép buộc người khác phải theo quan điểm của mình. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, hãy cởi mở hơn để cho người khác có được cơ hội tới gần mình, hiểu mình hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 73, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu đỏ, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Thìn, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn thứ năm ngày mùng 7 tháng 7 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành Thìn Dậu nhị hợp nâng đỡ, cho nên vận số của bạn trong ngày hôm nay được mọi người yêu mến, tin tưởng. Tuy nhiên, chính bạn lại thấy bạn thiếu đi sự tự tin vào bản thân mình, mơ hồ chưa tìm được ra hướng đi cho mình nữa. Trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Thìn, nếu như bạn muốn đưa ra được sự lựa chọn chính xác thì bạn nên xác định được rõ điểm mạnh của mình cũng như là điều mà bạn mong muốn là gì. Ngoài ra, với bạn tuổi Thìn, bạn cũng đừng có ngại ngần xin ý kiến của những người có nhiều kinh nghiệm hơn ở bên cạnh mình nữa nhé. Và trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Điều này cho thấy cái chuyện tình cảm giữa bạn với nửa kia luôn duy trì được tình cảm rất ổn định. Vợ chồng bạn thường hay chia sẻ và tâm sự với nhau mọi chuyện trong cuộc sống, và nửa kia chính là động lực để cho bạn cố gắng hơn mỗi ngày nữa rồi. Về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa chưa xác định được điều mà mình thực sự mong muốn là gì. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ nhận được sự yêu mến và tin tưởng của nhiều người. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc đừng có chần chừ, do dự để lỡ mất cơ hội đáng tiếc. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim suy nghĩ, cân nhắc về những điều mình thực sự muốn và cần. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy tình cảm vợ chồng được ổn định, hai người hay chia sẻ với nhau những điều trong cuộc sống. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 19, số 73, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Mão, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ năm ngày mùng 7 tháng 7 năm 2022.
Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Tỵ có thể khẳng định được vị thế của mình trong các lĩnh vực liên quan tới nghiên cứu, học thuật, khoa học, từ đó nhận được sự đánh giá cao của mọi người xung quanh. Tuy nhiên với bạn tuổi Tỵ, nhiều khi bạn lại quá dễ hài lòng với những gì mà mình đã đạt được nữa nhé. Với tính cách ấy của bạn tuổi Tỵ trong ngày này sẽ khiến cho bạn dễ rơi vào tình cảnh dậm chân tại chỗ và tạo điều kiện cho những kẻ khác vượt quá mình. Và để không rơi vào tình trạng như thế này, với bạn tuổi Tỵ, bạn nên lập ra những kế hoạch cụ thể hơn và động viên bản thân mình cần phải cố gắng hơn nữa để đạt được mục tiêu mà mình đề ra. Trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp ngày có họa khắc với kim, điều này còn cho thấy với bạn lại thường hay nổi nóng với nửa kia của mình một cách vô lý. Và nếu như bạn cảm thấy khó chịu ở trong lòng thì bạn hãy nhẹ nhàng tâm sự với người ấy để cho đôi bên có thể cùng nhau giải quyết được vấn đề mà bạn đang gặp phải nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa nhận được sự đánh giá cao của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ khẳng định được vị thế của mình trong các lĩnh vực như là khoa học, học thuật, nghiên cứu. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc đừng có để cho sự nóng nảy của bản thân mình đẩy vấn đề đi quá xa. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim không nên dễ dàng hài lòng với thực tại. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, vợ chồng cần phải nói chuyện nhẹ nhàng với nhau, chớ nên gây gổ. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 43, số 96, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ năm ngày mùng 7 tháng 7 năm 2022. Vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Ngọ, xem tử vi chỉ ra rằng bạn đang gặp ngày có họa khắc với kim, điều này làm cho bạn dễ vướng phải những rắc rối trong chuyện tình cảm ngày hôm nay. Và nếu như bạn đang còn độc thân, bạn cần phải đề phòng có người chủ động tiếp cận với mình, bạn trở nên dễ dàng tin vào lời ngôn tiếng ngoặt của người đó nhé. Và ngày thứ năm này, nếu như bạn đã có gia đình rồi, bạn mình cần phải biết giữ mình, chủ động tạo khoảng cách với mọi người xung quanh, chớ nên vì một chút ham vui mà khiến cho hạnh phúc gia đình bị tan biến, gây tổn thương cho người thân yêu nhất của mình. Tuy nhiên, trong công việc của bạn tuổi Ngọ ngày thứ năm này, bạn lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Điều này cho thấy, có thể với bạn sẽ nhận được lòng tin của mọi người, dù có được kinh nghiệm phong phú trong công việc, và nếu như bạn biết nắm bắt được thời cơ, bạn sẽ có được cơ hội thăng quan tiến chức, giữ được vị trí mà nhiều người phải tôn trọng và mơ ước. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim chú ý tạo khoảng cách với mọi người xung quanh, tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy nên suy nghĩ kỹ càng trước khi đến với một ai đó, tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa có được cơ hội được thăng quan tiến chức, được nhiều người ngưỡng mộ, tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ thể hiện được quan điểm của bản thân mình trong công việc, tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc các chuyện tình cảm và phải nhiều vướng mắc. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 10, số 93, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi thứ năm ngày mùng 7 tháng 7 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có tỵ kim chi phối vận trình của bạn trong ngày, cho nên có thể với bạn tuổi Mùi, bạn là người dù tài giỏi và mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm, nhưng nhiều khi bạn lại có độc lập, thích tự làm mọi việc theo ý của mình, không mong muốn mọi người can thiệp vào công việc của mình nữa. Trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Mùi, bạn lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Điều này sẽ làm cho mối quan hệ giữa bạn với các thành viên trong gia đình có được sự hòa hợp.
Với bạn tuổi Mùi, bạn luôn là một người biết chăm lo cho mái ấm của mình, và dù bạn có bận rộn đến đâu đi chăng nữa, bạn trân trọng tình thân và hiểu rằng đó là thứ tình cảm vô giá mà không có gì có thể đánh đổi được. Ngày này, xem tử vi cũng cho thấy, đối với những gia đình có thai phụ lại không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo, bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Tử vi cũng chỉ ra rằng, trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Mùi, nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa, thì bạn mệnh nên ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng Tây Nam, tài thần hướng Tây Nam. Đây là hướng tốt cho công việc của bạn gặp được nhiều may mắn và có quý nhân phù trợ, rất dễ thành công. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim nên mở rộng các mối quan hệ xã giao của mình. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa không thích mọi người can thiệp vào công việc của mình. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ mối quan hệ có được sự hòa hợp, biết chăm lo cho các thành viên trong nhà. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc mở rộng các mối quan hệ xã giao, không nên sống khép mình. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 18, số 54, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân thứ năm ngày mùng 7 tháng 7 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có tam hội trợ mệnh. Điều này sẽ mang tới cho bạn có được một ngày cảm nhận được tình cảm ấm áp tới từ phía gia đình, người thân trong nhà, hoặc thực sự là chỗ dựa về tinh thần cho bạn mệnh, nhất là trong khoảng thời gian sóng gió như thế này. Với bạn tuổi Thân, nếu như bạn cần xin lời khuyên từ họ, bạn cũng nhớ là hãy nói ra, có cơ hội tìm được lời giải đáp cho riêng mình nữa đó nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thân, bạn cũng đang chịu ảnh hưởng của thương quan chiếu mệnh, cho nên bạn dễ rơi vào cảm giác mệt mỏi khi có quá nhiều công việc cần phải xử lý trong ngày hôm nay liên quan tới việc công lẫn việc tư. Và dù sao đi nữa, với bạn tuổi Thân, bạn cũng đừng có dồn những căng thẳng bực dọc lên người khác, họ đâu có lỗi gì với sự bận rộn của bạn đâu đó nhé. Ngày này, bạn tuổi Thân lại đang gặp ngày có kim khí vượng, điều này sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh. Với bạn, nên hoàn thành một số nhiệm vụ của mình nhanh chóng để có nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi, hồi sức trở lại. Hoặc là chỉ cần chìm đắm trong một điệu nhạc mà bạn thích cũng sẽ giúp cho tinh thần của bạn được tốt hơn rất chi là nhiều nữa rồi. Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy đừng quá quan tâm tới sự đánh giá thiếu khách quan từ bên ngoài. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa cố gắng quyết tâm vì mục tiêu của bản thân. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ tránh việc nghi ngờ ảnh hưởng tới uy tín của họ. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc những suy nghĩ của bạn không nên nói ra quá sớm. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim nên để dành tiền tiết kiệm để phòng khi gặp phải những khó khăn. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21, số 74, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Dậu thứ năm ngày mùng 7 tháng 7 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Dậu Dậu tự hình. Điều này gây ra tác động khiến cho bạn tuổi Dậu trở nên khá nóng nảy, cục tính. Với bạn tuổi Dậu, bạn thường không suy nghĩ hay là cân nhắc kỹ càng mà sẵn sàng tranh chấp hoặc là phản kháng ngay mỗi khi gặp phải người có ý kiến bất đồng trái chiều với mình. Và với bạn tuổi Dậu trong ngày này, bạn nên nhớ rằng dù mình có tài giỏi đến đâu đi chăng nữa thì chắc chắn vẫn có người còn tài giỏi hơn mình. Đồng thời, với bạn tuổi Dậu cũng chẳng thể nào là người luôn luôn đúng trong mọi trường hợp. Chỉ khi lắng nghe ý kiến của người khác thì bạn mới nhận ra thiếu sót của bản thân mình được nhé.
Ngoài ra, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dậu, bạn mệnh cũng cần phải chú ý nhiều hơn tới vấn đề về sức khỏe của mình. Bạn không nên quá tập trung vào sự nghiệp hoặc là sở thích cá nhân mà bỏ lơ giờ giấc sinh hoạt khoa học hoặc là lờ đi những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Về câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, tính khí nóng nảy, dễ nổi giận với người khác. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, nói năng không suy nghĩ, gây tổn thương đến mọi người. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, không nên quá kiêu căng tự mãn. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, chú ý tránh những rắc rối không đáng có xảy ra. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, quan tâm tới sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 14, số 74, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng kim, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dậu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất, thứ năm ngày mùng 7 tháng 7 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Dậu Tuất tương hại. Điều này nhắc nhở bạn tuổi Tuất không được chủ quan, thậm chí là có việc bạn tưởng là hoàn thành nhưng đến phút cuối lại bị đổ bể. Và dù thế nào đi chăng nữa, với bạn tuổi Tuất cũng đừng có buồn. Có thể đây là lúc mà bạn cần phải nhìn nhận lại bản chất của một người để phòng tránh, không thể nào tiếp tục tin tưởng họ được nữa để tránh hậu quả về sau này. Trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Tuất đó, bạn cũng cần phải cố gắng trì hoãn một việc nào đó mà hoàn toàn không phải là giải pháp phù hợp với bạn khi bạn đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Với bạn tuổi Tuất đó, bạn cũng đừng quên rằng bạn có thể chọn các giải pháp riêng cho mình. Tuy nhiên, có những việc dù bạn có cố gượng ép thì mọi thứ vẫn diễn ra như nó vốn có mà thôi. Trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tuất, may mắn là bạn lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Điều này sẽ hỗ trợ cho những ai đang ốm sẽ sớm khỏe mạnh trở lại. Ngoài việc nhờ vào những yếu tố bên ngoài thì bản mệnh tuổi Tuất cũng nên chăm chỉ ăn uống và không quên vận động nhẹ nhàng để cho cơ thể sớm thích nghi trở lại cuộc sống bình thường nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, hãy trân trọng những ai đã từng giúp đỡ cho mình. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, hãy chủ động, việc bạn chờ đợi quá vô nghĩa. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, cái xấu và cái tốt luôn song hành, bạn cần phải tỉnh táo để nhận ra. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, không phải ai cố gắng tỏ ra thân thiết với bạn cũng vì là ý tốt. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, chớ có nóng nảy, trút giận lên đầu người khác. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 18, số 74, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Hợi, thứ năm ngày mùng 7 tháng 7 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng. Điều này sẽ giúp cho mối quan hệ tình cảm giữa bạn với nửa kia đang rất im ấm. Với bạn tuổi Hợi, bạn luôn dành cho nửa kia có được sự tôn trọng và luôn trao đổi mọi chuyện với người ấy, bất kể là việc lớn hay là việc nhỏ. Nhờ vậy mà quan hệ vợ chồng ngày càng trở nên khăng khít và tốt đẹp hơn. Trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Hợi, nếu như bạn đang còn độc thân thì nhân duyên với những người khác giới của bạn cũng đang khá vượng. Bản mệnh cũng nên nhiệt tình hơn trong các cuộc trò chuyện với mọi người, bởi rất có thể nhờ đó mà bạn sẽ tìm được người phù hợp với mình, và chỉ khi bạn chịu mở lòng mình, bạn mới có thể tiếp nhận được hạnh phúc đến với mình nhé. Trên phương diện sự nghiệp cũng cho thấy trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Hợi, bạn lại đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh, và đây là cơ hội để bạn được cất nhắc lên một vị trí cao hơn phù hợp với năng lực của mình. Bạn tuổi Hợi cũng đừng có ngần ngại những khó khăn vất vả trước mắt, với năng lực của bạn vẫn còn có thể giúp bạn vượt xa cao hơn nữa.
Vài câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ năm này. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, hãy luôn lắng nghe ý kiến của nửa kia trước khi đưa ra quyết định. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, nhân duyên vượng sắc, nên chủ động để nắm bắt chuyện tình cảm với người khác. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, đừng có ngại khó khăn và gian khổ trước mắt. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, có được cơ hội được cân nhắc lên vị trí phù hợp với năng lực của mình. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, có khả năng tiến cao xa hơn nữa trong tương lai. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 16, số 76, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!